Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video của Penbro MVM. Thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng bút Sao Thiên S109 ngòi lá tre cao cấp. Thì dòng bút ngòi lá tre này viết khá là thích, tại vì các bạn thích viết nét thanh nó rất là mảnh và cái nét động rất là tốt. Thì dòng bút S109 ngòi lá tre này thì đang có cả ngòi êm nhé, ngòi êm trơn ấy. Ngòi êm trơn thì rẻ hơn ngòi lá tre, tại vì cái ngòi nó rất là đắt nên là giá thành nó sẽ cao hơn. Hiện tại đang có 9 màu: màu đen, màu cam, màu xanh dương đậm, màu xanh dạ quang này, xanh lá, và màu đỏ, màu hồng, màu xanh dương, xanh biển này, màu trắng và màu vàng. Và đặc biệt các bạn nào thích màu trắng thì rất là thích. Mình vừa mới nhập được một lô hàng bút Sao Thiên khá nhiều màu trắng rất là đẹp, thì các bạn có thể đặt hàng trên Shopee nhé. Các bạn thích màu trắng thì những ấy thì đây quả là một cái sản phẩm mà các bạn khá là thích. Mình rất thích cái bút S109 màu trắng này. Ok, thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn ở cái bên trong nhé. Ví dụ như là bên trong bút này thì nó có những cái gì. Mình mở ra bên trong thôi, mình lấy màu đỏ đi. Thì tí mình sẽ hút màu đỏ. Đây, bên trong thì dùng cái ngòi lá tre khá cao cấp này và độ đàn hồi khá cao. Đấy, đặc biệt là cái tay cầm nó có thon và có chỗ tay cầm nhiều, rất là vừa vặn, phù hợp cả học sinh những người lớn. Học sinh viết ở đây cầm rất thoải mái. Học sinh lớp 2 thì sử dụng cái bút này dòng lá tre, còn học sinh bắt đầu luyện chữ ấy, thì các bạn cho dùng bút F109 ngòi êm viết rất thích và cầm rất thoải mái. Và nhựa này rất là bền các bạn nhé, nhựa cao cấp rất là bền. Đấy, bạn này bên trong thì bằng ruột dạng xoắn khá là cao cấp. Đặc biệt là ruột này có thể rút rời ra và các bạn có thể dùng cả mực ống. Ví dụ như các bạn dùng cái mực ống tiện ích Sao Thiên đây, thì có màu đỏ, màu đen, màu xanh đen và màu blue, tức là màu xanh dương biển đậm ấy. Và còn màu tím đó, thì màu tím thì bọn mình chưa nhập được. Màu tím về thì mình sẽ giới thiệu các bạn. Thì giờ mình sẽ hút mực vào và viết cho các bạn thử cái nét chữ nhé, của cái bút F109 này nhé. Mình viết khá thích cái dòng này và màu đen này, mình khá thích màu đen này. Và đây có tem của Sao Thiên nhé. Ok, thì bây giờ các bạn có thể, đây mình hút bằng nọ như này. Đây mực Nhật Vinod 15mm. Mực các bạn viết là khá là thích cho cái dòng lá tre này. Cái mực này khá là ưa chuộng cho dòng lá tre. Đây các bạn xoáy ngược theo chiều kim đồng hồ để cái xoắn này xuống dưới, và sau đó các bạn xoáy xuôi chiều kim đồng hồ để hút lên này. Đấy, trước khi bạn hút mực ấy thì các bạn chuẩn bị một ít giấy vệ sinh như này nhé, một giấy ăn này, thì các bạn lau sạch cái này và các bạn cắm đây. Rồi ok, sau đó mình đóng cái nắp vào cái nắp mực này lại. Thì mình sẽ nhỏ ra một giọt để cho cái dầu ở trên cái lớp này. Khi nó chưa ra mực được thì nó sẽ tắc cái lớp dầu bảo vệ đây. Thì các bạn phải miết cái phần gáy ngoài ra. Một là miết, hai là các bạn nhỏ một cái giọt mực ra trước. Sau đó các bạn miết này thì nó xuống được mực này. Đấy, nhưng mình nhỏ một giọt mực và sau đó mình miết ở phần gáy này. Đấy, vẩy ra một chút thì các bạn để ý. Thì nó sẽ mất cái hạt nước sạn bảo vệ và cái lớp dầu ở đầu cái ngòi bút, mà viết rất thích. Đây mình viết cho các bạn xem, viết khá là thích luôn. Nét chữ rất thích. Bây giờ mình viết cho chị cái giấy này nó hơi bị lệch. Rồi mình viết thử cho các bạn xem nhé. Nét khá mảnh. Nên các bạn đưa chậm nhé, còn ngòi lá tre thì dòng ngoài mình rất thích viết, tại vì cái nét thanh đậm rất tốt và nó rất là trơn, nó không bị quá gai như cái dòng bút ngòi lá tre các bên. Và học sinh lớp 2 trở nên luyện chữ là có thể viết được.
Đấy, biết rất thích. Cái ngòi nó đặc biệt thì cái ngòi nó ra mực rất là đều. Mực ra mực rất là đều luôn ạ. Này, bây giờ mình chỉ viết cho bạn này. Đấy, nét này. Thanh đậm rõ ràng luôn ạ. Và cái đầu ngòi khi bạn hơi nhấn xuống đầu ngòi tách ra. Đặc biệt là dòng bút F109 này dùng ngòi rất là cao cấp. Khi bạn ấn xuống này. Bình thường các dòng bút khác thì ấn xuống này nó tè hẳn luôn, ấn mạnh quá tè. Nhưng mà cái bút này ấy, thì nó khép lại được tại vì cái độ đàn hồi nó rất là cao. Nên là cái dòng ngòi bút F109 này cái thợ ở bên đấy làm rất là bên mình phân phối rất thích và gần như không ai kêu về cái bút F109 ngoài Nachia hay S011 ngoài Nachia tại vì cái ngòi bên mình nhập rất là đắt. Nên ngòi rất xịn. Ngòi bên mình nhập ở bên Thâu Thiên nó cũng đắt và ngòi bên đấy sản xuất nhập về nó cũng đắt. Nên giá thành nó khá cao những ngòi mà lỗi là bên nhà sản xuất người ta bỏ luôn và người ta chỉ chọn những cái ngòi mà viết mà êm trơn này ra nét thanh đậm tốt này nên là nó giá thành nó khá cao cái ngòi này chọn được mỗi ngòi mà lắp vào được mỗi bút chuẩn như này ấy, mình viết rất là thích luôn. Bạn nào bạn dùng bền thì rất là bền cái ngòi này đấy. Nếu mà các bạn mua thì các bạn nên cái Shopee Sao Thiên hoặc là cái shop để Sao Thiên thì bên nhà sản xuất thì họ sẽ không chăm sóc được quá nhiều như bên mình đâu. Bên mình thì các bạn đặt ở trên Pen Pro nhé, penpro.vn thì bên mình sẽ hỗ trợ nếu mà hỏng nhất bên mình hỗ trợ sửa đồ trả các thứ thì nó dễ hơn. Thì các bạn có thể đây khi các bạn đặt hàng thì có cái hộp này đi kèm luôn, hộp Sao Thiên nó khá đẹp đấy, bên trong là nhung mút đen phủ nhung nhé, phủ lớp nhung trên nhé chứ không như cái hộp các hộp bút bình thường đâu. Các bạn nhìn thấy miếng xốp trắng trắng nó không phủ nhung thì nó khá là nhìn trông khá không sang lắm. Vì dòng bút F009 này có tem của Sao Thiên, các bạn nhìn thấy. Ok, thì nếu các bạn nào thích màu trắng thì bạn đặt màu trắng này. Mình khá thích màu trắng. Đấy, màu trắng, màu đỏ, cô giáo để dùng màu đỏ này. Một là chấm bài, hai nhận xét, nét chữ, nét thanh, nét đậm. Nhưng các cô chấm nhanh thì chắc chả dùng bút này, các cô dùng bút ngoài êm thôi. Và các bạn đi thi nữa chữ đẹp thì dùng bút ngoài che rất là thích từ lớp 2 trở nên. Và những người mà yêu chữ thanh đậm đều có thể viết nhé, đều có thể dùng bút này. Ok, video của Pembro đến đây là kết thúc rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Xin chào.